mua bán xe cũ xin chào anh chị và các bạn đã quay trở lại với kênh với một chiếc xe thương hiệu hạng sang của nhà Mercedes-Benz với phiên bản GLC bản full cao cấp nhất sản xuất năm 2017 với cái tầm giá của chiếc xe này bây giờ nó chỉ khoảng 1 tỷ đồng là anh chị và các bạn có thể sở hữu rồi xe có ngoại thất là màu đen được bác chủ đi khá là giữ gìn bảo dưỡng định kỳ lên các chi tiết của chiếc xe nó vẫn còn rất là hoàn thiện những đường nét của chiếc xe thì anh chị bạn có thể tham quan từ phần đầu xe với hệ thống đèn chiếu sáng thông minh Cùng với những các phần như mặt lưới tản nhiệt các chi tiết của chiếc xe Tạo lên cái vẻ lửa bật khi nhìn ở phần đầu xe Chiếc xe này năm bánh với quãng đường là hơn 80.000 km rồi Ngoại thất đen, nội thất ghế da màu nâu Hai ghế điện và có trang bị nhớ ghế Màn hình giải trí, nipo thể thao, điều hòa auto, cốp điện cửa sổ trời toàn cảnh cùng với rất nhiều tính năng an toàn. Xe cam kết cho anh chị và các bạn về chất lượng của chiếc xe là không bị đâm va, không bị thủy kích, máy móc hộp số keo chỉ còn nguyên zin. Xe đang có mặt tại cửa hàng Việt Nguyên Auto, địa chỉ đơn vị là số 116 Lê Văn Đương Thanh Xuân, Hà Nội. Các bác có nhu cầu có thể qua trực tiếp cửa hàng để trải nghiệm lái thử, cũng như là xem lại kỹ hơn về chất lượng và chiếc xe trải nghiệm lái thử. Đây là những đường nét tổng quan sơ qua về ngoại thất. Những đường nét các anh chị bạn nhìn ở phía sau. Tính năng an toàn thì nó vẫn mang lại đầy đủ như là hệ thống cảm biến cam đùi, gạt mưa, hệ thống đèn cảnh báo. Phía sau, cốp điện. Với không gian cốp chứa đồ của chiếc xe nó khá là rộng rãi. Có trang bị cho anh chị và các bạn như là gập điện hàng ghế thứ hai mang lại cái sự uh, thuận tiện cho anh chị và các bạn khi mà cần gia tăng thể tích chứa đồ đây là những đường nét về hệ thống keo chỉ đinh tán tất cả các chi tiết này nó vẫn giữ được độ nguyên bản và độ hoàn hảo cao các bác có thể tham quan và khám phá cùng em những điểm nổi bật của chiếc xe hệ thống đây là những cái phần như hệ thống lâng hạ gầm cũng như là hệ thống gập điện hàng ghế thứ hai Phím bấm anh chị và các bạn chỉ cần điều chỉnh thôi khi anh chị bạn không cần đến hàng ghế thứ hai mình có thể gập như này nó sẽ có một cái mặt phẳng rất là rộng rãi mình cũng có thể nghỉ ngơi trong những chuyến đi xa mệt mỏi Đấy, anh chị bạn thấy tính năng rất là nhiều và bây giờ thì em sẽ cùng anh chị và các bạn cùng khám phá với cái không gian ghế ngồi ở hàng ghế thứ hai để xem nó có rộng rãi như thế nào cũng như là có trang bị những tiện nghi gì dọc thân xe thì với hệ thống mâm hợp kim 5 chấu kép hình ngôi sao với mâm AMG và một dàn đốt của chiếc xe vẫn còn rất là dày dặn Đấy, những chi tiết đếp của chiếc xe em quay đầy đủ rõ ràng cho các bác bậc lên xuống trang bị bậc cứng gương kính chỉnh điện tích hợp báo rẽ đây là những cái phần như là hệ thống những cái chi tiết về hệ thống keo chỉ này rồi là những cái phần như là hệ thống hệ thống giải trí loa của chiếc xe sử dụng là hệ thống giải trí loa boom cho anh chị và các bạn những cái chất lượng âm thanh vòm rất là hay tuyệt vời mang lại cái sự trải nghiệm đầy đủ cho anh chị và các bạn. Với không gian ghế ngồi của chiếc xe thì nó có không gian ngồi rộng rãi thoải mái cho ba người ngồi. Có trang bị tiện nghi là ba bệ, ba cái tựa đầu giảm chấn cũng như là một cái bệ tì tay chính giữa trung tâm, có chỗ để ly cốc, cửa gió điều hòa trung tâm, Đấy, những đường nét chi tiết cửa sổ trời với hai cửa sổ trời giúp cho cái không gian bên trong nó sẽ thoáng đãng hơn, cảm giác nó sẽ rộng rãi hơn. Và bây giờ thì em sẽ mời anh chị và các bạn cùng ngắm qua về không gian khoang lái. Vẫn là những cái đường nét về hệ thống keo chỉ và những phần táp ly cánh cửa, phím bấm chức năng, bọc da, ốp gỗ, những phần là như hệ thống nhớ ghế, ghế chỉnh điện, hệ thống loa. các phím bấm của nó vẫn còn rất là rõ nét anh chị nhé. Đây là những cái phần như là mở cốp. Bên trong đây là vẫn những cái phần hèm cửa của chiếc xe, các mối nối nó vẫn còn rất là khít anh chị ạ từ những cái phần chi tiết như là hệ thống ốc bản lề các chi tiết bậc lên xuống rồi những các phí bấm chức năng nó vẫn giữ được độ hoàn hảo cao ghế ngồi thì trang bị chỉnh điện có bơm hơi lưng bác chủ thì cũng đã trang bị cho chiếc xe một cái bình chống cháy rồi là các chi tiết về hệ thống ốc bản lề đến những phần cột kèo chất lượng má ghế của chiếc xe thì em quay đầy đủ rõ ràng rồi anh chị và các bạn cần em quay chi tiết cận cảnh hơn ở những cái phần nào thì có thể là kết bạn zalo em sẽ cung cấp đầy đủ những cái thông tin mà anh chị và các bạn đang yêu cầu để đảm bảo anh chị và các bạn có thông tin rõ ràng về chiếc xe em đang giới thiệu cho anh chị và các bạn ngay lúc này đây vô lăng thì tích hợp các phím điều chỉnh chức năng với đầy đủ những cái tiện ích mang lại cho người dùng có cái trải nghiệm tốt nhất cũng như là dễ dàng thao tác sử dụng bây giờ thì em sẽ mời anh chị và các bạn cùng đi ngắm qua về cái khối động cơ của chiếc xe này chiếc xe này thì nó sử dụng hộp mà số tự động là 9 cấp 9 Z tronic cho anh chị và các bạn cái trải nghiệm tốt nhất và bây giờ thì ta sẽ cùng ngắm qua về cái khối động cơ này một cái khối động cơ sử dụng hệ dẫn động formatic cho anh chị và các bạn cái khả năng vận hành của chiếc xe cũng khá là mượt mà chiếc Mercedes-Benz GLC 300 sản xuất năm 2017 lăn bánh quãng đường hơn 80.000 km hiện đang chào bán cho anh chị và các bạn trong khoảng giá 1 tỷ đồng. Chi tiết cụ thể thông tin về chiếc xe thì các bác có thể liên hệ theo số điện thoại trên màn hình. Xe vẫn có hỗ trợ trả góp cho anh chị và các bạn đang có ý định mua trả góp thông tin về chiếc xe này. Rất cảm ơn anh chị và các bạn đã quan tâm theo dõi và hẹn gặp lại ở những video tiếp theo của kênh Bùa bán xe cũ.